Trong video ngày hôm nay, mình sẽ xây một cái nhà giam siêu to để có thể bắt được tất cả những con SCP khổng lồ cao cả ngàn mét. Các bạn có thể làm theo mình. Nếu như thành công, đừng quên để lại cho mình một like. Còn bây giờ thì let's go. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị những dụng cụ như thế này cho mình: hàng rào, bao cát và súng tự động. Và đây là một trong những con SCP khổng lồ mà tụi mình tìm được, một con SCP cá sấu. Nãy giờ thì mình cũng đã gần xây xong được một cái nhà giam siêu to rồi, và đây cũng là nơi ở của những con SCP khổng lồ đấy các bạn. Con SCP đầu tiên đã xuất hiện rồi đấy các bạn, và nó đã bị giam trong cái nhà giam của tụi mình, và bây giờ thì nó đã không thoát được ra ngoài mà bị kẹt ở đây mãi mãi rồi các bạn. Và trong cái nhà giam của tụi mình còn có SCP Siren Head nữa nha các bạn. Các bạn thấy nó khổng lồ ghê chưa? Bây giờ mình phải tiêu diệt nó thôi. Còn con SCP cá sấu này nó đang định phá cái nhà giam của tụi mình phải ngăn nó lại thôi. Ui, nó đã ăn một người rồi. Yeah, tiêu diệt nó thành công.